Rồi hello anh em nha, bây giờ là chiều ngày thứ hai nha anh em, đầu tuần nha, em lên sóng vài món cho anh em nha. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha, 0933 207 28 nha. Rồi đầu tiên là một cái giỏ đun lớp, giỏ là hàng Indo nha anh em, giỏ là giỏ 225 nha anh em. Đó, nó có nứt nhẹ mấy cái đường này nhưng mà không đáng kể nha anh em, mình lên xe là vẫn tốt. Có cái gai thì còn rất là dày luôn, không có bị nứt ở giữa nha anh em. Đó, còn rất là dày luôn, cái này em bán là 200 nha, luôn cái ruột nha anh em. Đó, nó chỉ có nứt ngay mấy cái vị trí này là không đáng kể nha anh em, chừng nào mà nó nứt ở ngoài đây á mình bơm bánh xe lên mình mới sợ, còn này là ok, còn gai còn rất là dày luôn. 200 nha anh em, vỏ 225, vỏ đun lớp nha, bánh sau nha, nó luôn cái ruột đun lớp luôn nè, luôn cái ruột xịn luôn, 200. Rồi một cái 3 gram muối sirin còn khá nha anh em, có xịt bạc ngay đây. Đó, cái này em bán là 250 nha. Đó, cái này mặt sau thì không sao nha anh em, tại mình lên xe thì cái mặt sau cũng không quan trọng. 250 anh em gắn 81 86, nói chung là cúp là gắn được hết nha. Bagarin thì anh em gắn mình bắt cái rổ lên nó rất là chắc chắn nha anh em, còn mấy cái bagalo á, baga chợ anh em gắn là vài bữa nó xúc mấy cái món hàng hết. Rồi một cái đèn hậu tuyệt đẹp luôn, đèn này là gắn đèn vuông là được hết, đèn này em bán là 800 nha, chụp pin đàng hoàng nha. Anh em mua đèn hậu mà bị lai một cái chụp lô vô cái là anh em thấy là bị lỗ dữ lắm rồi. Con này đúng chụp pin theo xe 800 nha, đế còn rất là đẹp luôn, đen khui luôn. Tám trăm nha nè. Rồi một cặp nhan trước rất là đẹp, cặp này thì 900, nó si rin 900 nha anh em. Nó để gì cho anh em dễ coi nè, 900 rất là sáng nha, nó còn sáng lắm, chưa có bị lu. Chụp rin đàng hoàng nha, chụp rin bóng đèn rin 900, muốn gắn xe nào cũng được nha anh em, đèn vuông gắn được hết. Rồi một cặp cột, cột là chân còn keo đẹp, ống xi có mè. Đó, ở phía trên thì cũng có xịt bạc nha, cột này là 800. Cột mà anh em kiếm cột đẹp thì nó rất là khó nha anh em, phải nằm trong mấy chiếc xe mà đẹp dữ lắm mới có cột đẹp được, còn cột là bây giờ nó cỡ này không đẹp nữa không thể nào có được. 800 nha anh em, bao nhúng nhảy nha. Rồi một cái cục mô bin sườn và một cái chụp rin luôn nha. Đó, bộ này bán là 300 cho anh em gắn cúp xe nào cũng được hết, cúp đèn vuông đèn tròn đều được. Chụp rin thì anh em gắn mình đi nước á, nhất là mùa mưa nè, mình đi nó không có bị đi vô nước lụp bụp tùm lum hết. Nó còn mấy cái chụp Borilo á, mình gắn là nó vô nước đó, mưa nó chạy nó dễ bị bụp xăng lắm. Nó 300 nha anh em. Rồi một cái bình xăng lớn sơn rin tuyệt đẹp luôn, cái này thì 800, báo xăng là xuất sắc nè, bình xăng là sơn rin xuất sắc luôn nha anh em, 800 nha anh em. Anh em mà muốn gắn cho 70 hoặc 90 á, mình chỉ cần lấy cà na mình đánh cho nó bay số 5 cho nó mờ mờ đi là mình có thể gắn thôi, không quan trọng. Nó đánh cho nó bay cái số 5 đi là nhìn nó ảo ảo, không có phân biệt được 50 hoặc là 70 90, thì kết cấu còn lại nó giống y hết, chỉ nó khác với số 5, số 9 hoặc số 7 thôi. Đánh cho bay bay mờ mờ đi là lụm thôi nha anh em, 800 nha. Cái này là rất là đẹp luôn, bình xăng lớn cỡ này là quá vip nha anh em, kiếm đẹp hơn nữa là không khó đâu. Sơn riêng 100% nha, không có dặm tuốt gì hết nha. Đó, 800k bên dưới nè. Rồi một cái đuôi sau, đuôi này là xài cho cúp 50 từ 95 tới 201 nha anh em. Đó, sơn riêng đẹp, cái này em bán là 400 nha. Nói chung đuôi sau lúc nào cũng đẹp hết nha anh em, này dính dơ dính bụi nha, không có xấu nha, lúc nào nó cũng đẹp, ít có cái nào xấu lắm. Nó nằm trong mấy xe 70 90 mấy cái đó xấu, còn 50 lúc nào cũng đẹp hơn, 400 nha. Rồi một cái đuôi 89, đuôi 89 này là bán 500, 89 90 hoặc là 70. Cái tem này là tem rin này còn rất là đẹp luôn, cái tem này rất là quan trọng nha anh em, nó xe 70 hoặc là 90 nó mới có tem này nha anh em, tem này mua không có nha, mua có tem lô. Đó, đuôi rất là đẹp, đuôi này bán là 500 nha anh em. Cái đời thấp thì nó không có ghi số trên đây nha anh em, nó chỉ có trơn thôi, anh em về dễ, rất là dễ vô xe 70 50 90 gì anh em đi vô cũng được, nhưng mà thằng 70 90 nó có thêm cái tam giác này nó đẹp hơn, 500 nha anh em. Rồi anh em cần cái nào cứ alo cho em nha, tất cả là hàng green hết.